xin Chúa cũng rộng lòng ban cho chúng ta một tâm hồn trong sạch ngay càng để từ ngày lấy tế tạo đặc lần này chúng ta cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta giáng nguyện rằng, Ngài là Chúa con ơi.
Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn mắc phải tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Nói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.